Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đó người nha. Chào anh em các bạn, tại chim mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước là video cho anh em xem video, bẻ đầu video anh em xem like và một subscriber cho channel phát triển như anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta đến với có đàn nông dân tôi anh em. Hôm nay qua đây để xem quả sự kiện hốt cốt nhập quà và quả sự kiện anh em. Hàng này thì bữa thì cũng quá chơi sương sương qua rồi anh em. Đó, thấy không nhỉ, cái tuần trước ta tôi nhớ vừa nổi đây xong hết xu quay được các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ qua dọn dẹp những thứ còn lại anh em. Đầu tiên xốp giải này, à đồ rồi à, Zoro quên từ mới chữ bà già. Mày nghe chừng qua đây khá nhiều cái chơi các bạn. Thứ nhất thì quà chúng ta có quà truyền tin đàn mốc Robugi anh em. Đó, khá là ngon. Qua đây test nhân phẩm cho Dương đây anh em này. Mấy xem ông mở ra thì mấy trang bị hiếm mà ngon lắm luôn á. Để xem này tôi có nhân phẩm không anh em. Cốt nào, phán không có cốt rồi anh em xem nào. Có đây tuần mới anh em, là có đây dùng chung mới tuần nhất tuần này mới đây anh em nhập chưa, nó chưa tôi nhập nha. Đây. Ok, phán cốt cho anh em. Hai quả ngon lành anh em. Ok, hai quả anh em, lộn nào. Cũng được. Ok, nên chúng ta sẽ quẩy con năng này, xuất sắc hình như chưa chơi, 173 viên. 100 thùng bia, 709 xu hướng quay. Mày nghe chừng, ui trời đen quá. Chỉ qua sự kiện anh em. Thôi xong xu tôi quay các bạn coi nha. Ok bạn xong nha. Hôm nay đi qua đây con đằng này chiếu lại thì tích thêm tài nguyên thôi anh em. Chứ tuần này cũng xong thùng bia rồi, thêm 75 thùng bia nữa, thêm ít xúc sát, thêm ít vòng đồ. Cũng được anh em. Thám hiểu 1P xem nào. Wow, hôm bữa chúng ta sẽ đi vòng nào luôn à. Bên này thêm 2k kim cương, thêm ít ấy, thì bên này thêm xu. Lấy quyền A1 đi anh em. Ây da, ngon đấy nhờ. Xong luôn hẳn một bên luôn anh em, đã đời. Ngon, bữa nay quay sự kiện này là ok rồi các bạn. Tôi có lịch trình, tôi sẽ về quê mấy hôm. Thế nên là lịch trình trong video tuần này chắc nó sẽ có nhiều biến động trong kênh. Nên là thời gian lên video sẽ ít hơn. Có gì nhìn theo dõi trên kênh và ủng hộ thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bên này tôi có nhận thêm một ít quảng cáo bên ngoài nữa để kiếm thêm thu nhập và kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Mong rằng anh em sẽ bỏ qua vấn đề này, cảm ơn mọi người. Không thích thì không xem, còn nếu các bạn thích thì qua xem và ủng hộ, cảm ơn nhé. Ngoài ra thì kênh Vlog hiện tại vẫn đang hoạt động khá là ok, nên cảm ơn anh em ủng hộ. Và anh em nào chưa xem nữa có thể qua xem ủng hộ, đó là kênh Hoàng Hiếu Vlog nhé, cảm ơn mọi người. Nói chung chẳng biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn. Sự thoáng cái thì cũng năm nay năm thứ 5 làm với kênh rồi anh em. Chúng ta muốn đi có thể ngắn, có thể dài, có thể ngá, có thể đứng. Nhưng mà cảm ơn tất cả những người anh em đã luôn ủng hộ sát cánh kề vai, cũng như luôn ủng hộ kênh của Từ Từ Đường Phố tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều trong thời gian qua đã luôn sát cánh ủng hộ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại video ngày hôm nay và quay sự kiện thôi anh em. Kim Tháp Bàn Pi. Quên nó qua lô kìa. Để nấu ba lô về tạm anh em. Để xem hàng này có gì lăng không anh em. Nấu ba lô. Từ anh em tính cho túi chưa mở ra. Hiện tại trong túi chúng ta đang dư ít thom đấy anh em. Xem nào. Killer, quên Kinemon. Moria. A. Bosa. Buget. Why? Ai da, The Kombuki anh em, căng nhờ. Ra tướng này luôn à. Thế là ngon rồi. Ra shop cũng được anh em. Marco.
mom tạm ổn. Ui giời, bù ghét anh em. Chúng ta có thêm một Zero Wallo này, Luffy Wallo này, Law Wallo này, và nghe chừng có ý biến động đấy anh em. Để xem nào. Rokobuki 1, 2, 3, 4. Kilemon thì chắc tôi sẽ không chơi anh em, nên là cũng nằm phôi luôn. Trước khi nằm phôi thì mình lấy thêm ít form anh em, không có cầm 4 form. Nami nữa kìa các bạn kìa. Ok, cũng ngon. Nâng cấp nào. Một, hai, ba, bốn. Ây da, lại căng rồi. Ba form. Đứng chì 10 sao anh em. Đứng chì 10 sao. Đến chỉ 9 sao. Vẫn là phải đổi lên thêm ít nữa anh em. Ô đây này, còn được 85 thùng bia nữa à. Bỏ đi anh em, tính sau. HP được 4 form thì phải 3 lượt thôi anh em. Giờ đổi được 3 lượt thôi. Ok, 3 lượt cũng là ok rồi. À, lên đủ lần rồi anh em. Thực tỉnh. Trời ơi. Hên không đủ anh em, 10 sao. Xem một mới luôn nha. Tỷ số sẽ thấp hơn với các sản phẩm khác anh em, nhưng mà cũng ngon rồi. Nên nào. Đó. Ok, lại thêm một tướng mới về đội rồi. Quá ngon. Sự kiện. Trời ơi. Quá ngon anh em. Thêm một mạnh Rogon Buggy nữa. Giờ thêm Buggy nữa là nên được M1 rồi. Robin Wallo. Ok, hai tướng này. Vẫn là thiếu một form anh em. Vẫn là cân nhắc thêm, nâng thêm một form đấy anh em. Trụ E2 luôn là căng nhờ. Nhưng sao, bên mình có thêm Zogobuki mà. Chưa nói trước được điều gì anh em. Rồi bỏ đi anh em. Tướng nào. No Wallo. No Wallo hiện tại chúng chỉ nâng lên tầm này thôi à. Nhanh nhẹn. Bên bị Luffy cũng nâng thêm tầng nữa. Nói chung về phần team từng mới nghe chừng căng quá. Ở video ngày hôm nay thì cũng vui chơi sự kiện thôi anh em, tạm thời hốt hai quả code, vui chơi thôi, clip kết thúc đây nha, hẹn anh em theo giờ thì bye bye.